và quả phụ luôn rồi. Quả phụ 6 cây dành cho Hào. Bây giờ Hào chỉ cần một đồ lùa về nữa thôi là bài đã đủ để có thể lên đời. Lực thì là thoải con gà mái với 13 cây quả. Rồi voi sẽ câu về ngay lập tức. Hiêu đầu thì đến 70% là có. Bài thì thường với những cái bài đánh đế chế thì chúng ta thường là bài quả đầu với hiêu đầu gần như là mặc định. Rất hiếm những trận thi đấu mà không có hiêu. Voi thì trận có trận không thôi. Màn hình máy của chim sẻ cũng có 7 hiêu đầu rồi. Lên đất của chim sẻ đang hơi rộng rách một tí, nhưng đây là một cái góc. Liệu dò ra mặt bên ngoài liệu có phải là một bài mà em có thể khung nhà và đánh thẳng cung, đánh cung cách có nhà không được nhà hay không. Vậy là có hai cánh rừng trước mặt rồi. Thế nhà đang là bắt đầu có dành cho sẻ. Đây là 7 hiêu đầu khó dò, 7 hiêu đầu, 7 hiêu đầu khó lùa, 7 hiêu lưng cao, 7 hiêu dành cho top 1. Ông mình thì ngồi đây chơi từ tối, ngứa mồm quá phải nhảy vào làm trận, làm một vài trận, sau đó lại sẽ trả lại cho dây sau. Vâng, tổ là hai đến từ Đan Phượng, các bạn thể thấy. Không bao giờ là bỏ mặc cho số phận. Với những tình huống mà có thể xử lý thì sẽ phải xử lý. Tránh việc mà dân bị sư tử cắn thì nó sẽ mất máu phải đi về. Thấy thiệt 7 hiệu nữa nhưng ở vị trí rất xa dành chim sẻ. Thế nhà là không đẹp rồi. Và chim sẻ cần có đồ ăn. Trở lại hình máy của Hào thôi. Một trận thi đấu mà Yamato của Hào sẽ phải là người chém được, chém tươi. Hiệu đầu có rồi. Như vậy là một 7 hiệu đầu thấy tôi chỉ thấy có 3 con và được ăn tại chiếc nhà BS. Chiếc nhà BS đầu luôn, BS nhân đôi. Một voi về nhà. Thế như này là được. Còn dân đang chặt rừng dừa kìa. Vẫn đang chặt cố lẻ kìa. Bài này mình nghĩ chỉ cần đánh khoảng 23-24 dân rồi được. Bầy hiêu của Hào vẫn còn một con nữa. Nếu như nhiều tay hơn, Hào hoàn toàn có thể đá lốt nó về và ăn, không bỏ phí. Vậy là bầy hiêu này là bầy hiêu 5 con. Vâng, hai quả phụ dành cho Hào. Tốt rồi. Với nhà chém như thế này là quá ổn. Vâng, đội bạn 18-13%, 22 dân đến từ cho son của game thủ bên lớp, còn 13% là của Hoàng Nhi. Bài Hoàng Minh Nhi là bài AC Ran Mark Vinh. Vâng, để chúng ta cùng chờ đợi xem liệu bài Yamato Mark Vinh hay là bài AC Ran Mark Vinh sẽ tạo ra lợi thế cho team của mình ở trận thiếu này. Vâng, tôi đang hy vọng rằng Hào sẽ gặp luôn Assyrian trận này. Một bài mà Hào hoàn toàn có thể tự tin và chém bất cứ ai, dù là cả chung cung tuyển đi chăng nữa. Một bài sẽ kích ở khoảng 10-30. Vâng, thậm chí là sớm hơn. Không, như vậy là phải sang 10-30 rồi. Không, 10-40. Hơi chậm gỗ một chút. Đây sẽ là một bài mà con giò muốn đẩy đi thì sẽ là đầy đủ công nghệ luôn. Bắt đầu cơ cấu dân ăn vàng. Lực là quá khỏe dành cho Mạnh Hào, các bạn thấy. Nâng cấp giáp luôn à? Vâng, như vậy là mùa 1 cho son. Cho son của thủ với lớp là nhà ở khu vực vị trí 6 giờ. Như vậy là cánh của chim sẻ sẽ là nhà của Hoàng Mai Nhi, người cầm cung AC. Với lớp vừa phải làm xuống 2 dân làm vàng.
Vâng, cứ chọc giò vào lớp tân đầu, tơn chém sẽ là một phát. Vâng, một mạch thẳng sang nhà của Hoàng Minh Nhi luôn. Để đi Hoàng Minh Nhi tơn cung đầu tiên. À, để đi Hoàng Minh Nhi thời điểm đầu. Về lớp có khoảng 3 cái dụng sinh, 3, 2 cái dụng lực, không chỉ 2 cái thôi. Có phù thủ như vậy là sẽ không đánh về lớp nữa. Và tất tay sang đánh Hoàng Minh Nhi. Kệ lớp. Một bài lớp yếu chứ không phải khỏe. Cho lớp muốn làm gì làm và chú ý con giò. Cẩn thận bị về e rồi. Như vậy là một pha về lớp về e và tự tay bóp ré của mình. Giúp cho Mạnh Hào vừa chạy thoát được con giò. Có hốc đến từ game thủ Hoàng Minh Nhi. Và khung nhà, tôi thấy đang khung một dãy hàng e cực kỳ dài. À, chưa kín. Tơn chém đầu lọt được vào hay không đây. Hào đang muốn lao vào và ngoáy vào dân trước. Hở đấy, xuống vào dân, chỉ vào dân. Vâng, những tình huống như này cần phải vâng tỉnh táo hơn một chút. Vâng, nếu là tôi thì pha vừa rồi Hoàng Minh Nhi sẽ bay vài gỗ này. Bởi vì mình chẳng được cái gì ngoài cái mắt tinh. 30-40 và tiếng BA của chim sẻ cũng đã bắt đầu xuất hiện dần rồi. Giữ chém nhá, đừng để bị bắt chém nhá. Rồi, bắt cả chém 1-1 luôn. Không cần, không vội đâu, cứ tân đầu cứ đi mà bắn 1-1 đi. Hào đang tích chém và vừa bắt quân của 1-1. 1-1 không có nhiều quân thi đấu đâu, sang bắn phù một phát là thằng 1 này nó phế luôn, nó không thi đấu nữa. Chỉ cần bắn phù một phát thôi là phế luôn. Bài 1-1 là một bài mà lúc đầu ra có hai cái dụng lực. Vâng, Hào đang rất húng. Mình nghĩ tên này một tên vâng đi nhẹ thôi, không lên tiêu. Cứ giữ quân. Một lát nữa thôi, chờ sự kết hợp đến từ chim sẻ trắng và cả hai anh em sẽ cùng góp vào. Lúc đấy mình sẽ có một lượng chém rất là đông, không lên tiêu. Màn hình máy của chim sẻ để chúng ta theo dõi rõ hơn, timeline đang là 52. Vâng, những con chém của bên lớp đều chém yếu máu đấy nhá. Không phải xoắn. Đều chém yếu máu, chém đã chém nhau với chém của Mạnh Hào rồi. Và chim sẻ cần dí thêm quân lên đi em. Không phải lo ở nhà đâu. Bởi vì lớp không quân, không có quân đánh em. Kệ ở nhà gặp. Vâng, chỉ có một tơn đá lẻ lên đây thôi. Và chim sẻ lượt một tơn ra sẽ thủ nhà. Và Hoàng Mai Nhi là người đã biết được cái ý đồ đi quân đến từ chim sẻ lắm. Vâng, bây giờ thì Hào dí đuổi theo quân luôn. Bây giờ tầm này Hào bỏ đi thắng, không cần tham giữ nhà. Đẩy dồn tất tay lên đánh vào nhà mùa 3 là xong phim. Là xong trận đấu, cho Sơn coi như vứt. Vâng, máy chim sẻ. Bây giờ thì khoảng 10 con chém của Hào sang đây thì Hoàng Mai Nhi lấy gì ra mà đỡ. Kệ con cho Sơn 1-1, muốn làm gì đâu à. Băm luôn. Bắt luôn. Vâng, như vậy là Hoàng Minh Nhi sai tỷ số được cân bằng 1 đều của C4. Sướng lắm.